Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GoraShop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn cách hướng dẫn sử dụng nấm Thượng Hoàng sao cho phát huy một cái hiệu quả một cách tốt nhất. Đây chính là sản phẩm nấm Thượng Hoàng của chúng ta các bạn nhé. Các bạn nhìn này, nấm nó có hình móng và nó có màu vàng tươi hoặc màu nâu sẫm. Vâng, nấm Thượng Hoàng thì có rất nhiều cách sử dụng và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn những cách sử dụng chính nhất của nấm Thượng Hoàng. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm nấm Thượng Hoàng Hàn Quốc như các bạn có thể nhìn thấy, và đây là một cây nấm mà Ngọc Hoa đã tách riêng ra rồi. Các bạn có thể nhìn thấy nó nhìn giống cái móng và nó có màu vàng tươi các bạn nhé. Trên này các bạn sờ và sẽ nhung nhung đấy. Và đây chính là sau khi mà Ngọc Hoa đã thái ra rồi thì nó sẽ là những cái lát mỏng này, và chúng ta sẽ đun những cái lát mỏng như thế này bạn nhé. Đấy. Bây giờ cách sử dụng của nấm Thượng Hoàng là như thế nào ạ? Đối với những lát mỏng sau khi các bạn đã thái xong rồi thì các bạn sẽ cho 50g nấm này vào đun vào trong 1 lít nước. Đun sôi từ 2 đến 3 phút thì chúng ta sẽ tắt bếp, sau đó ngâm thêm 5 đến 10 phút nữa. Thì rồi chúng ta lại tiếp tục đun với 30 phút nữa bằng lửa nhỏ thôi nhé. Đấy là sau đó thì chúng ta sẽ bỏ ra và chúng ta được nước thứ nhất. Chúng ta sẽ đun đi đun lại thêm 3 lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ trộn 4 nước đó vào với nhau và chúng ta sẽ uống hàng ngày. Và chúng ta đặc biệt là vào mỗi buổi sáng ấy, thì nếu như chúng ta uống được 240ml nước nấm Thượng Hoàng này, và uống lúc đói tức là ngủ dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong này, các bạn uống một cốc nước nấm Thượng Hoàng thì nó sẽ có hiệu quả rất là cao. Sau ngày thì sau đó thì các bạn từ 5 đến 10 phút thì các bạn ăn sáng, và trong ngày thì các bạn ngày uống 3 lần đấy. Mỗi lần các bạn uống một cốc nấm Thượng Hoàng nó sẽ rất là tốt. Có một số lưu ý khi chúng ta sử dụng nấm Thượng Hoàng này, đấy là chúng ta không sử dụng cho những người đang cấy ghép nội tạng và đang sử dụng thuốc miễn dịch ạ. Đối với nấm Thượng Hoàng này khi đun thì chúng ta tuyệt đối nên lưu ý là không dùng các cái đồ kim loại để đun, vì như thế các loại nấm này nó rất kỵ đồ kim loại. Khi mà chúng ta đun với đồ kim loại thì nó sẽ làm mất hết dưỡng chất của nấm. Được tốt nhất thì bạn có thể đun bằng ấm sắc thuốc hoặc là có cái ấm đất ấy. Như tôi mua một cái ấm Ngọc Hoa mồm cái ấm đất thì giá trị khoảng 35.000 đấy, thì chúng ta sẽ đun trong cái ấm đất đấy, tác dụng của thuốc rất là tốt. Đối với những người mà cơ thể quá nhạy cảm thì khi mà uống nấm Thượng Hoàng sẽ có một số phản ứng phụ như là bị khó tiêu, bị chóng mặt hay bị mẩn ngứa trong thời gian đầu. Thì tình trạng này nó là phản ứng là do cơ thể của chúng ta đang phản ứng quá mạnh để bài tiết những cái độc tố còn tồn dư trong cơ thể ra bên ngoài. Nên là đó là một cái tác dụng rất là tốt dành cho cơ thể chúng ta. Và chỉ tầm sau 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì cơ thể của chúng ta lại trở lại bình thường, nên các bạn không phải lo lắng gì nếu các bạn uống nấm Thượng Hoàng này mà cơ thể của bạn cảm thấy mẩn ngứa hay khó tiêu, hay là thỉnh thoảng các bạn bị chóng mặt, thì đấy không phải là một điều đáng lo ngại. Đấy là toàn bộ những cách hướng dẫn sử dụng mà Ngọc Hoa đã hướng dẫn cho các bạn. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ cách sử dụng của nấm Thượng Hoàng để làm sao để bảo vệ sức khỏe của các bạn hay người thân, cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình các bạn. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm nấm Thượng Hoàng hay bất cứ một sản phẩm nào khác của Hàn Quốc, các bạn có thể truy cập vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến GoraShop24h.com hoặc liên hệ ngay với số hotline 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn thông tin chi tiết cụ thể tỉ mỉ về sản phẩm nấm Thượng Hoàng, tác dụng của nó, công dụng đối với sức khỏe của các bạn như thế nào, để các bạn sử dụng sao cho một cái hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.